2020, trong điều kiện phải chịu những tác động xấu của đại dịch COVID-19, tập thể cán bộ công nhân công ty Than Dương Huy đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tranh thủ thuận lợi, tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc, thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả và chăm lo tốt đời sống người lao động. Chỉ tính đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2020, công ty đã hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh tập đoàn giao. Các chỉ tiêu cơ bản đều thực hiện đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó, sản xuất than nguyên khai 2.130.000 tấn, đào lò mới 22.730 m, bóc đất đá 4.400.000 mét khối, doanh thu 2.560 tỷ đồng, thu nhập bình quân 15.881.000 đồng trên người trên tháng. Năm 2021, nhiệm vụ của công ty được tập đoàn giao là sản xuất 2.150.000 tấn than nguyên khai, đào mới 21.190 mét lò, bốc xúc 5.300.000 mét khối đất đá. Mặc dù kế hoạch năm 2021 không tăng so với năm 2020, song với điều kiện địa chất ngày càng khó khăn, tài nguyên khai thác đang ở giai đoạn cuối của tầng dương 38 xuống âm 100. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tình hình tiêu thụ than chưa có nhiều dấu hiệu cải thiện. Thời tiết mưa, bão sẽ luôn tiềm ẩn diễn biến khó lường do biến đổi khí hậu. Lường trước những khó khăn đó, để chuẩn bị cho sản xuất năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Trần Mạnh Cường, giám đốc công ty, đang chỉ đạo quyết liệt để triển khai nhiều giải pháp tích cực. Trong đó, đã chủ động cân đối kế hoạch sản xuất kinh doanh được tập đoàn giao để xây dựng kế hoạch kỹ thuật công nghệ, kế hoạch sản xuất đối với từng diện, từng tháng, quý phù hợp, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và lắp đặt lại toàn bộ hệ thống đường sắt cố định, rãnh thoát nước tại mức dương 38 và âm 100, củng cố hệ thống cung cấp điện, khí nén, hệ thống vận tải, các thiết bị phục vụ đào lò, khai thác và phục vụ sản xuất nhằm giảm thiểu ách tắc, đẩy mạnh cơ giới hóa đào lò bằng xe khoan, máy xúc, hoàn thiện sơ đồ công nghệ để tăng tiến độ đào lò đá. Triển khai tích cực chương trình thay thế các lò chợ công nghệ giá XTI bằng giá khung phân thể để tăng năng suất, nâng cao hệ số an toàn, thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng than, tăng tỷ lệ than thu hồi, giảm tổn thất tài nguyên về dưới 20%. Đầu tháng 12 năm 2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã có buổi làm việc với cán bộ công nhân viên công ty tại khai trường sản xuất. Trong chương trình làm việc, đồng chí đã chỉ đạo Than Dương Huy cần rà soát lại tổng thể từ cơ sở hạ tầng, mặt bằng đến hầm lò, vừa duy trì sản xuất, vừa cải tạo theo hướng mỏ xanh, mỏ sạch, mỏ hiện đại và có công suất cao, đi đôi với việc đầu tư đổi mới công nghệ, tăng tỷ lệ than cơ giới hóa, tăng tỷ lệ than thu hồi và tiết kiệm tài nguyên. Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, Than Dương Huy là đơn vị có điều kiện về tài nguyên, khả năng tăng sản lượng. Do vậy, công ty cần sắp xếp lại sản xuất lộ thiên, tập trung cho sản xuất hầm lò, đầu tư diện sản xuất, chuẩn bị đổi mới công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa để phát huy tiềm năng, tạo đột phá vào chiến lược, quy hoạch hạ tầng, công nghệ, quản trị doanh nghiệp, nhân lực để phát triển Than Dương Huy hơn nữa. Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn, ngay trong tháng 12 năm 2020, Than Dương Huy đã triển khai gấp rút chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng công ty trở thành mỏ hiện đại, xanh, sạch, đẹp, có năng suất cao. Hiện nay, công ty đang tập trung vào một số giải pháp quan trọng, chuẩn bị cho phương án xuống sâu mức âm 250 theo đúng lộ trình. Cải tạo mặt bằng mỏ, quy hoạch và xây dựng lại mặt bằng dương 38, dương 40, dương 47. Trong đó có một số công trình lớn như di chuyển trạm máy phát điện 6 kV diesel 3 x 2.500 kV A, trạm điện trung gian 35 trên 6 kV A, tời trục JKIB tại mặt bằng cộng 44, cụm quang lật băng tải bun ke mức dương 38 sang mặt bằng cửa lò dương 40, xén sửa cửa lò từ cốt dương 38 lên cốt dương 40,
nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc vận chuyển vật tư thiết bị bằng đường sắt giữa các mặt bằng. Tiếp tục triển khai tự động hóa, tin học hóa, tiến tới chuyên môn hóa các mặt quản lý, thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động với tiêu chí đảm bảo an toàn lao động là điều kiện tiên quyết, con người là trọng tâm. Đi đôi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty cũng quan tâm đến việc cải tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo tiêu chí mỏ xanh, sạch, đẹp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong công ty, lấy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, bứt phá là nội dung cốt lõi để duy trì và khơi dậy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cán bộ công nhân, gắn với những yêu cầu đổi mới về lề lối, tác phong, nâng cao năng lực, trình độ cho phù hợp với sự phát triển chung, tạo bản sắc riêng của công ty trong truyền thống văn hóa và tinh thần kỷ luật đồng tâm của thợ mỏ ngành than nói chung. Những ngày cuối tháng 12 năm 2020 này, tập thể cán bộ công nhân viên công ty đang ra sức thi đua lao động sản xuất, tích cực tập trung vào các phần việc chuẩn bị phục vụ sản xuất năm 2021 và những năm tiếp theo. Phía trước vẫn còn không ít khó khăn và thách thức, song cũng sẽ có rất nhiều cơ hội. Những cơ hội đó sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai gần nhất để xây dựng và phát triển công ty than Dương Huy TKV trở thành một mỏ hiện đại, xanh, sạch, đẹp, mỏ có năng suất cao giai đoạn 2020-2025.